Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 132. Nếu như văn hóa truyền thống bỏ mất đi. Trong Phật Tạng Kinh nói rất hay. Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật nói: trước không học Tiểu Thừa, sau học Đại Thừa không phải đệ tử Phật. Ba câu này chính là nói với chúng ta, học tập phải có thứ tự, phải có thứ lớp. Theo thứ tự mà tiến thì sẽ dễ dàng. Tiểu thừa cạn, tiểu thừa dễ học. Sau thời Trung Diệp nhà Đường, tại vì sao chúng ta không học tiểu thừa? Người đất nước chúng ta học Phật, không luận là xuất gia hay tại gia, từ nhỏ đã nhận qua sự giáo huấn của nhà Nho. Luân lý đạo đức cũng được tiếp nhận qua của nhà đạo. Nhà đạo chủ yếu là giáo dục nhân quả. Căn bản của nhà Nho là đệ tử quy. Căn bản của nhà đạo là thái thượng cảm ứng thiên. Nền tảng của đất nước chúng ta có Nho và đạo chính là thay thế tiểu thừa, trực tiếp có thể vào đại thừa. Tam quy, ngũ giới, thập thiện, tại gia, xuất gia, sa di giới, tỳ kheo giới, bồ tát giới, thật có thể làm được, không chút khó khăn nào. Lịch sử người tu hành thành tựu, bốn chúng đều có. Thành tựu vượt qua Ấn Độ. Thế nhưng trong 200 năm gần đây nhất, Phật Pháp suy yếu. Vì sao suy yếu? Nho suy rồi, nhà đạo cũng suy luôn. Cuối triều nhà Thanh, một triều đại mục nát, du nhập văn hóa phương Tây, xem thấy phương Tây nước giàu, binh mạnh. Chúng ta mất đi lòng tự tin đối với văn hóa truyền thống của chính mình. Tiếp nhận ngay trong 100 năm này, thật là đáng chê trách. Sau khi xây dựng đất nước, nhân dân chúng ta có thể ngẩng cao đầu. Thế nhưng thế nào vậy? Văn hóa truyền thống bị bỏ mất. Cái hiện tượng này di chứng về sau khó có thể tưởng tượng được. Mong cầu xã hội thịnh trị dài lâu, đó là vấn đề rất lớn. Đất nước chúng ta duy trì xã hội, duy trì quốc gia 5.000 năm mà không suy, đó là nhờ vào luân lý đạo đức. Về sau Phật giáo xuất hiện, nhờ vào sức mạnh này, trong 2.000 năm này, nhân dân chúng ta nhận qua giáo dục gì vậy? Nho, Thích, Đạo. Các vị xem qua Ung Chính Hoàng Đế Thượng Dụ thì liền tường tận. Bỏ mất đi văn hóa truyền thống đáng sợ hơn là mất nước. Thực tế, mất nước không đáng sợ. Văn hóa còn thì nhất định sẽ có một ngày phục hưng. Thế nhưng nếu như văn hóa mất đi rồi thì vĩnh viễn không thể phục hưng. Cũng giống như bốn nền văn minh cổ đại trên thế giới đã mất đi ba cái rồi. Hiện tại chúng ta trên đà bị sa đà. Nếu ngay bây giờ không giác ngộ, nếu không gấp rút nỗ lực hồi phục, không phải đợi lâu, qua thêm 30 năm nữa thì không thể khôi phục. Cái nền văn minh cổ thứ tư này sẽ mất đi trong lịch sử. Lần mất đi này, khổ nạn ở thế gian này đến rất nhiều. A-di-đà-phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di Đà Phật.